Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu và trao đổi điện thoại nha mọi người. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp và thẻ tín dụng thôi nha. Anh em nào có thẻ tín dụng thì có thể qua bên mình trả góp trực tiếp nha. Địa chỉ là số 321 Tân Sơn, phường 15 Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Anh em nào muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì cứ inbox bên trong fanpage nha. Số điện thoại của bên mình là 0839444400, số thứ hai là 06 con số 8748. Số thứ ba là 058535 số 0. Bên mình thì làm việc từ 8:30 sáng đến 8 giờ tối nha. Chính sách bảo hành đối với hàng chính hãng là 3 tháng, sách tay sẽ là 1 tháng nha. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy mình có hỗ trợ tai nghe, một số máy thì không. Anh em nào mà ở xa có nhu cầu mua điện thoại bên mình thì vui làm cọc cho bên mình trước phí ship nha. Bên mình ship hàng cho anh em được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có hình thức là ship nhanh nha, trong vòng 1 tiếng là mọi người có thể nhận được máy nha. Trên video thì mình không có quay chi tiết máy lắm, thì anh em nào có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết máy hơn thì mình cứ inbox mình trong fanpage nha. Trong fanpage có để dưới phần mô tả video này, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết video cho mọi người tham khảo nha. Rồi hôm nay thì mình có về một số sản phẩm mới thì mình giới thiệu cho anh em luôn. Đầu tiên đó là cây Vivo V23 5G. Cây này RAM 8, bộ nhớ trong là 128GB, màu gold, máy đẹp 99 nha. Giá bán là 6,2 triệu. Cây này thì không có sạc zin nha mọi người. Vivo V23 5G, hàng chính hãng, máy đẹp keng luôn, còn màn hình rất là dài luôn nha. V23 5G, camera kép 50 chấm nha. Con này thì màn hình là màn hình tay thỏ nha, nhưng mà tay thỏ rất là nhỏ luôn. Màn hình OLED, viền màn hình cực kỳ mỏng, máy đẹp keng, 6,2 triệu nha. V23 5G. iPhone 12 chứ, con này máy đẹp keng 99 nha, pin thì còn 88. Con này bản Nhật nha, pin 88, máy đẹp keng như mới luôn nha. Cái này giá bán của bên mình là 10,9 triệu nha, 10,9 triệu. iPhone 12. Samsung Galaxy S20 Ultra nha, máy đẹp 98 nha. Giá bán là 7,250,000 nha mọi người. S20 Ultra thì bên mình chỉ bao màn hình 1 tuần nha. S20 Ultra mình có 2 màu, bạc và đen nha. Màu đen này, máy 98. Máy 98 nha. S20 Ultra thì camera zoom lên tới 100x nha mọi người. Màn hình là 6.8. Độ phân giải là 2K nha. RAM 12GB. Con này thì bản Hàn Quốc nha, RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB nha. Máy thì còn khá là đẹp, tầm 98%. Hôm nay thì mình mới về Samsung Galaxy S20 LED 5G nha, đủ màu luôn. Máy thì ngoại hình còn khá là đẹp nha. Giá bán là 6,150,000. S20 LED 5G nha, 6,150,000 nha. Màu trắng nè, máy còn tương đối đẹp nha mọi người. Ngoại hình chắc tầm 99 á, đẹp keng à. Samsung Galaxy Note 20 5G. Màu đỏ nha, màu đỏ thì máy 98 nha, có trầy nhẹ, có trầy nhẹ nha. Giá bán cũng là 6,150,000 nha. Note 20 5G, Note 20 5G thì đợt này hết hàng. Hôm nay mình về được một cây màu đồng nữa nha, đẹp keng, cây này đẹp keng nha. Giá bán là 6,2 triệu nha, 6,2 triệu. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, RAM 12 nha, Note 20 Ultra 5G. Bản Hàn Quốc luôn, máy đẹp keng nha. Một sim. Cây này thì giá bán của bên mình là 10,7 triệu nha, 10,7 triệu. 10,5 triệu thôi, hôm nay mình giảm giá Note 20 Ultra 5G nha, còn 10,5 triệu nha. Đủ màu luôn. Màu trắng, màu đồng và màu đen nha. Máy 98%. 10,5 triệu nha. Còn có 10,5 triệu thôi. Tiếp theo là Samsung Galaxy M33 5G. Máy 98 nha, 4,650,000. M33 5G, hàng chính hãng nha, vẫn còn bảo hành rất là dài luôn. Xiaomi Redmi Note 10S nha, RAM 8GB, máy đẹp 99. Note 10S giá bán là 3,750,000. Samsung Galaxy A13 nha,
A13 thì mình có RAM 4GB và RAM 6GB, máy đẹp 99 nha, A13. RAM 4GB giá bán là 3 triệu, RAM 6GB là 3 triệu 2. A13. Xiaomi Redmi 9T, con Redmi 9T này máy có cắn một vết nha. Cắn nè. RAM 4 1TB, màn hình độ phân giải Full HD, pin 5000. Giá bán của bên mình là 2 triệu 2. 2 triệu 2. Samsung Galaxy A13. RAM là 4 128, máy chạy nhẹ nha. Cây này giá bán là 2 triệu 350 nghìn, A13 nha. Còn lại con Vivo Y53S 5G, máy đẹp 99 nha. RAM 8GB. Bộ nhớ trong là 128GB nha. A53S 5, Vivo Y53S 5G, máy đẹp 99. 3 triệu 7 nha. 3 triệu 7. Xiaomi Redmi Note 9, cây này ngoài nó hơi trầy, tầm 97 98 nha, 97% thôi. RAM 4 128. Giá bán của bên mình là 2 triệu 150 nghìn nha, 2 triệu 150 nghìn. Realme 6i RAM 4 128 nha. Cây này thì giá bán của bên mình là 2 triệu 2 nha, Realme 6i RAM 4 128. Ngoại hình tổng thể nó có hơi trầy nha, có hơi trầy. Oppo Reno 7Z 5G, mình có hai màu bạc và đen, máy đẹp keng 99, 7Z 5G. Giá bán là 5 triệu 9 thôi nha. Giá bây giờ rất là tốt rồi. Oppo Reno 5. Reno 5 nha. Cái này thì giá bán là 3 triệu 550 nghìn, máy hơi trầy nhẹ, Reno 5. A13 RAM 6GB 3 triệu 2, máy đẹp keng nha, bảo hành chính hãng rất là dài luôn. iPhone 11 pin còn 86 nha, quốc tế, máy đẹp 98, iPhone 11 có trầy nhẹ nha. Giá bán của bên mình là 7 triệu. Pin 86 nha. Oppo Reno 6Z 5G đẹp keng 4 triệu 250 nghìn nha, 6Z 5G 4 triệu 250 nghìn. Samsung Galaxy Note 8 nha. Con Note 8 này thì nói chung là ngoại hình cũng còn khá là đẹp, tầm 98 nha mọi người. Màn hình đẹp không ám ảnh nha. RAM 6GB, màn hình ám nhẹ chứ không có ám nhẹ thôi. Ám nhẹ thôi nha. Cây này thì nó không có sạc nhanh, nó không có sạc nhanh nha. Mình sẽ bán rẻ cho mọi người thôi. Giá bán là 1 triệu 6 nha, 1 triệu 6 thôi. Galaxy Note 8 1 triệu 6 nha. Galaxy Note 8 không có nứt bể gì nha. Này là cây Samsung Galaxy S21 5G, máy đẹp nha. Ngoại hình còn đẹp 98%. Giá bán của bên mình cây này chỉ có giá là 8 triệu nha. S21 5G chỉ có giá 8 triệu, chính hãng hay xin. Cái Realme C3i nha, RAM 2 bộ nhớ trong 32GB. Thì máy cũng có hơi trầy. Giá bán của bên mình là 1 triệu 550 nghìn nha, 1 triệu 550 nghìn. 7Z 5G màu đen, máy đẹp. 5 triệu 9. Vinmark Joy 4 nha. Cây này thì hơi xấu nha, tính cam nó hơi trầy tí. Giá bán của bên mình là 1 triệu 850 nghìn nha, RAM 4GB 1 triệu 850 nghìn. Xiaomi Mi 11 Lite 5G ne nha. Mình có 3 màu xanh, hồng và đen nha, máy đẹp 98. Giá bán là 4 triệu 9. Samsung Galaxy Note 20 nha. Note 20 này thì cây này nó hơi trầy nha. Cái này thì giá bán của bên mình là 7 triệu nha, 7 triệu Note 20. Con này là con Vivo Y55, máy đẹp 99 nha, Y55. RAM 8GB, máy đẹp keng 99. Y55 thì giá bán của bên mình là 4 triệu nha, máy còn rất là đẹp luôn. Con này RAM 8GB nha, Vivo Y55. Màn hình con này rất là đẹp nha, màn hình OLED, màu sắc đồ cực kỳ tươi tắn luôn. Xiaomi Redmi Note 11. Note 11 thì mình có RAM 4,
RAM 4GB là 3 triệu nha. RAM 6GB là 3 triệu 550 nghìn nha. Xiaomi Redmi Note 11. Xiaomi Redmi Note 10 nha. Note 10 thì mình có RAM 4GB, giá bán của bên mình là 2 triệu 650 nghìn Note 10 nha. Note 10 nha, RAM 4GB là 2650. Và con này là con Note 10S RAM 8GB màu trắng nha. Mình có màu trắng và màu xanh. Giá bán là 3 triệu 750 nghìn. Samsung Galaxy S20 LED nha, màu xanh, máy đẹp, xanh này là xanh dương nha. 6 triệu 150 nghìn, S20 LED 5G. Xiaomi Mi 11 Lite 5G ne nha. Mặt lưng con này thì trầy nhẹ. Giá bán con này của bên mình chỉ có là 4 triệu 7. Con này là con Vivo V20 nha. Ngoại hình nó hơi trầy, ngoại hình hơi trầy. Con này thì màn hình nó có ám nhẹ nha, ám nhẹ thôi. Ám nhẹ nha, giá bán là 2 triệu 7, Vivo V20. Con này thì sở hữu màn hình OLED, chạy chip Snapdragon 720. Con này là con Realme C11, 1 triệu 550 nghìn. RAM 2 cũng trong 32GB, C11 nha. Redmi 9A 1 triệu 550 nghìn, cũng RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB nha. Vivo Y55 nha. Y55 này thì trầy nhẹ nha mọi người, trầy nhẹ. Cây này thì RAM cũng 8GB, màn hình rất là đẹp nè, Y55 nè. Hàng chính hãng nha, vẫn còn bảo hành rất là dài luôn. Y55. Con này chạy chip rất là mạnh nha mọi người. Cây này thì giá bán của bên mình là 3 triệu 8 nha. Vivo Y55. Xiaomi Redmi Note 8, con này thì RAM là 4GB, Note 8 nha. RAM 4GB. Máy thì hơi trầy, tầm 97-98 nha. Giá bán là 1 triệu 950 nghìn nha. Con này chạy chip Snapdragon 665 nha. Oppo Reno 6 5G. Cái này thì máy tầm 98 nha, có trầy nhẹ, 98 thôi. Giá bán là 5 triệu 7 nha. Reno 6 5G, 5 triệu 7. Con này là con Samsung Galaxy A73 5G, máy đẹp keng 99 nha. A73 5G thì giá bán của bên mình là, con này là giá bán của bên mình là 7 triệu 150 nghìn. iPhone 12. GB nè, con này bản Nhật nha, GA. Bản Nhật 128GB nha. Giá bán của bên mình là 12 triệu 2, iPhone 12 nha, 128GB. Sony Xperia 5 nha mọi người, Xperia 5. Cái này thì giá bán của bên mình là 3 triệu 2 nha, 3 triệu 2 Xperia 5. Con này là con Realme 5i. Con này thì pin 5000, màn hình là 6.5 inch. Chạy chip Snapdragon là 665 nha. Giá bán của bên mình là 2 triệu 150 nghìn. RAM 4GB nha. Vivo S1 nha. Cái này ngoại hình đẹp 98. S1 nha. Cái này giá bán của bên mình là 2 triệu 1. Vivo S1. RAM là 6GB. Màn hình OLED nha. Samsung Galaxy S10 5G. Máy đẹp nha. S10 5G. Giá bán của bên mình là 5 triệu 1 luôn. S10 5G nha. Oppo A95. Máy đẹp. A95. A95 giá bán của bên mình là 3 triệu 8 nha. Xiaomi Mi 11T RAM 8GB, bộ nhớ 128, 5 triệu 7. RAM 8256 giá bán là 5 triệu 9 nha. Và mình có máy 98, máy trầy nhẹ, tầm 98 thôi nha, trầy nhẹ thôi. Giá bán là 5 triệu rưỡi. iPhone 12. Máy còn rất đẹp nha. Hàng Việt Nam, iPhone 12 Việt Nam, pin cao nha, pin 9X luôn. Giá bán của bên mình là 11 triệu 2. Cái này là cái Samsung A22 nha, máy đẹp nha mọi người, A22 máy đẹp. Giá bán của bên mình là 3 triệu 350. A22 máy đẹp. Samsung Galaxy S20 FE nha.
5 triệu con này giá bán của bên mình là 5 triệu 250 nghìn S20 FE nha, trầy nhẹ 5250. Xiaomi Mi 11T Pro, Mi 11T Pro nha, máy đẹp. Cái này giá bán là 7 triệu 750, Mi 11T Pro. RAM 12GB, của nhớ 256GB nha, và chạy chip Snapdragon là 888. Vivo. Con này cũng i53S nha, máy đẹp keng luôn, 3 triệu 7. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, máy đẹp nha, 12 triệu rưỡi. Oppo Reno 7 LTE, máy đẹp, mình có hai màu đen và bạc, giá bán là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi thôi. Realme 8 máy đẹp nha, 3850, Realme 8 RAM 8GB nha, màu bạc, máy còn rất là đẹp nha. Samsung Galaxy M33 5G màu đen, 4650, máy 98, máy 99 là 4 triệu 8. Xiaomi Redmi 10 nha, con này mẻ kính nha, mẻ một xíu nè, giá bán là 2 triệu 2, Redmi 10, RAM 4GB 64. Samsung Galaxy A32 nha, RAM 6128, máy chạy nhẹ nha, A32. Cây này thì giá bán là 3 triệu 250 nghìn. Vivo U10 nha, U10. Cây này ngoại hình hơi trầy nha, hơi trầy. 1 triệu 850 nghìn nha, U10. Oppo Reno 6 5G nha, máy đẹp 98, bên mình bán với giá là 5 triệu 8 nha. Reno 6 5G, máy thì còn khá là đẹp nha, trầy nhẹ thôi. Oppo Reno 7 5G Ken 99 nha, giá bán là 6 triệu 9. Oppo A16K RAM 3 bộ nhớ 132, máy còn rất là đẹp luôn, 2 triệu 2 nha. Reno 7 5G màu xanh, 6 triệu 9. Oppo A55 camera 50 chấm nha, trầy nhẹ. Cây này giá bán của bên mình là 2 triệu 850 nghìn nha, A55, máy đẹp 99 là 3 triệu. Reno 7Z 5G, máy rất là keng luôn, 5 triệu 9. Oppo Reno 6Z 5G nha, cây này thì giá bán của bên mình là 3 triệu 850 nghìn nha, trầy nhẹ nè, hơi trầy nè, 3 triệu 850 nghìn thôi. Máy đẹp 9899 thì giá bán của bên mình là 4 triệu 250 nghìn. Còn máy như thế này thì giá bán là 4050 nha, tùy theo tình trạng máy nha. Có những máy thì đẹp thì giá nó sẽ cả nhỉnh hơn một tí. Đây, cái này là 4 triệu nha, số Z 5G. Có nên 5G thì có hai màu bạc và màu đen nha. A9 2020, máy đẹp 98, 2650, 2 triệu 650 nghìn nha, RAM 8128, con này chạy chip Snapdragon là 665. A55 máy đẹp nha, 3 triệu, Oppo A55. RAM 4GB 64GB. Oppo A74 nha, cây này hơi chạy tí nè, giá bán là 3 triệu 7 nha, máy đẹp là 3850. Oppo A16K màu xanh, máy đẹp keng luôn, 2 triệu 1. A74 nha. A74 đây, đẹp keng 99 luôn nha, không trầy xước gì nè, 3850. Máy rất là đẹp. Oppo Reno 3 nha, Reno 3 máy 98, 3 triệu 1. Oppo A73
Máy đẹp 98 luôn. 3150 nha. A13 56 128 GB. Oppo A96 nha, 4.450.000, máy đẹp 99 nha, A96 đây. Samsung Note 20 Ultra. Con này thì hàng Việt Nam nha. Máy thì nó có tróc thủy nhẹ này, nó có tróc nè. Giá cực kỳ rẻ thôi, 9.600.000 nha. Note 20 Ultra hàng Việt Nam, 2 SIM. Note 20 Ultra 5G bản hàng, 10.550.000 nha. Máy đẹp 98 nha. 5G máy 97, 9.950.000 nha. Tùy theo tình trạng nha. Note 20 Ultra thì bên mình bán giá từ 9.600 nha cho tới 10.700, tùy theo tình trạng nha. Nói chung là máy đẹp với máy chạy nhẹ tí. Note 20 2 SIM, con này thì giá bán là 7.950.000. Máy còn rất là đẹp nha, hàng công ty Note 20. Còn sắp tay thì giá bán là 6.100.000. Samsung S20 FE RAM 8128 bản 2 SIM nha. 2 SIM là con này giá bán là 6.800.000 nha, bản 2 SIM. 2 SIM là chính hãng nha. RAM 8256 giá bán là 6.900.000 nè. Bảo hành tháng 4 2023 luôn, bảo hành rất là dài. Máy đẹp ghê. Samsung Galaxy S10 LED RAM 8128 S10 LED nha. 5.200.000. Một SIM nha, bản hàng nha, S10 LED nè, một SIM bản hàng. 5.200.000 nha. Samsung A33 5G RAM 6128 còn bảo hành chính hãng tới tháng 4 2023, giá bán là 4.650.000. Máy đẹp 98 nha, có chạy nhẹ nha. Note 20 đây, máy thì 97, máy này hơi chạy nha. Samsung Galaxy Note 20 giá bán là 7.500.000 nha. Samsung A03s RAM 4.64, ngoại hình 98, 2350. A03s nha, RAM 3.32 GB, giá bán là 2.150.000 nha. Samsung S21 LED 5G 2 SIM, 10.200.000, RAM 8128 nha. S21 LED thì giá bán của mình nãy giờ là còn 9.800.000 nha, mình giảm giá còn 9.800.000 thôi. Máy 98, máy có hơi chạy nha, 9.800.000 thôi nha mọi người, có hai màu bạc và đen. S21 LED nha, còn hai cây. A72 RAM 8256 máy đẹp nha, 5.200.000. Samsung A72 nha, RAM 8 bộ nhớ trong là 256 GB. Samsung A22 RAM 6128 này, máy 98, 3.250.000 nha. Màn hình OLED nha. Máy đẹp 3.400.000. A22. Thế là Samsung A03 RAM 4 GB nha, máy đẹp ken. 2.250.000. Samsung Galaxy S21 5G máy 97 nha, máy có hơi chạy như thế này là bán 7.000.000 nha, 7.000.000 thôi. S21 5G còn máy đẹp ken, giá bán là 8.500.000 nè. Máy này đẹp 8.500.000 nha, có hai mức giá. Samsung Galaxy S20 5G RAM 12 bộ nhớ 128 máy đẹp ken nha. S20 5G giá bán là 5.350.000 nha. S20 5G có hai màu xanh và hồng nha. Samsung Galaxy Note 10 5G giá bán là 5.000.000 nha mọi người. Hôm nay mình giảm giá Note 10 5G. Bên mình bán với giá là 5.000.000 thôi, mình còn đủ màu nha. Note 10 5G. Samsung M33 5G con này sườn nó có hơi cắn này nha, này hơi cắn nhưng mà máy thì nguyên zin, giá bán là 6.400.000 thôi nha. M33 5G 6.400.000.
6 triệu tư nha mọi người. Samsung A23 RAM 4 128 3.550.000 nha. Máy đẹp 99 A73 5G 7250. Samsung Galaxy S10 5G RAM 8 256 nha. Hôm nay mình giảm giá còn 5 triệu mốt. S10 5G thì mình có 3 màu nha. Màu vàng, màu đen và màu bạc nha. Bản này 512GB, giá bán là 5 triệu 3 nha. Còn một cây 512GB S10 5G nha. Anh em nào cần lưu trữ nhiều thì mua bản 512. Samsung A52 giá bán là 4 triệu 6, máy đẹp nha. A52 mình chỉ có màu xanh với màu đen thôi. A52s 5G máy đẹp 98 5 triệu 2 nha, màu xanh. Samsung Galaxy S20 FE RAM 6 128 nha, máy 2 SIM nha. Bản RAM 6 128 máy 2 SIM. Giá bán của bên mình là 5 triệu 4 bản 2 SIM nha. Còn bản 1 SIM giá bán là 5 triệu 1 nha. RAM 6 128 nha. iPhone 12 mini. Máy đẹp 98 nha. Giá bán là 7 triệu 850 nghìn. iPhone 12 mini nha. Hàng VN. Samsung A03 A13 chứ, RAM là 4128 nha, máy đẹp A13. Giá bán của bên mình là 3 triệu. Samsung Galaxy S20 LED 5G nha. Con này thì ngoại hình đẹp keng tầm 9899. Giá bán của bên mình là 6 150 000 nha. S20 LED 5G thì mình có đủ màu luôn nha mọi người. Con này thì RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB, chạy chip Snapdragon nha, 865. Con này thì màn hình là 2K cộng, màn hình cong. Poco X3 Pro, con này RAM 8, bộ nhớ trong là 256GB. Ngoại hình tổng thể thì đẹp tầm 98 nha, 98. Giá bán của bên mình là 4 150 000 nha. X3 Pro thì chạy chip Snapdragon là 860 nha, 860. Màn hình là màn hình LCD, độ phân giải Full HD. 4 150 000 nha. Trong tầm giá này thì con này là vô đói rồi, tại vì cấu hình khá là mạnh. Chiến game bao ngon luôn. Realme 6 nha, Realme 6 Pro. Con này chạy chip Snapdragon là 720, RAM 8 128, ngoại hình thì còn rất là keng luôn nha. Giá bán là 3 150 000 Realme 8. Samsung Galaxy A23, con này hàng chính hãng, bảo hành rất là dài tới tháng 7 2023 nha. Hàng Samsung Việt Nam, RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128 nha. Ngoại hình thì tổng thể tầm 98, có trầy nhẹ. Giá bán là 3 550 000 nha, A23, hàng chính hãng. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G nha. Con này thì RAM là 12, bộ nhớ trong là 256GB, bản Hàn Quốc. Máy đẹp 99 nha, giá bán là 10 triệu 7 nha. Note 20 Ultra 5G bản Hàn, 10 triệu 7. Oppo Reno 7Z 5G, ngoại hình đẹp 98% nha, có trầy nhẹ. Giá bán là 5 triệu 8 nha, máy 99 là giá bán là 5 triệu 9. 7Z 5G thì mình có hai màu luôn, màu đen nè, màu bạc nha. Đầy đủ sự lựa chọn nha, hai màu. Samsung Galaxy A73 5G, RAM 8 128, ngoại hình tầm 97 nha, có trầy cắn nhẹ đây. Có cắn nha. Có cắn nhẹ. Hàng chính hãng vẫn có bảo hành rất là dài. Giá bán là 6 350 000 nha, A73 5G. Samsung Galaxy A32, con này thì RAM 6 128, ngoại hình hơi trầy nha. Giá bán là 3 250 000 nha, A32.
3 triệu 250 nghìn thôi. Con này tính ra xả lỗ nha. Máy máy hồi xưa mình nhập rất là cao rồi. Samsung Galaxy Note 20 5G, RAM 8 256, máy đẹp 98, 5G là bản hàng nha mọi người. Con này thì bản hàng thì nó sẽ chạy chip Snapdragon mạnh hơn bản Việt Nam. Giá bán là 6 triệu 2. Note 20 5G nha, hôm nay còn 6 triệu 2 nha. Giảm 50k tiếp tục. Con này là con VinMark Lite 4, RAM 4.164, camera AI 48 chấm nha. Con này chạy chip Snapdragon là 675. Màn hình Full HD. Giá bán là 2 triệu 4 nha, VinMark Lite 4, RAM 4.164, ngoại hình đẹp ken 99 nha, không chạy xước gì hết nha. Xiaomi Redmi K40, RAM 8/128, ngoại hình đẹp 99, giá bán là 5 triệu rưỡi nha, RAM 8GB. Còn mình có bản RAM 6/128, giá bán là 5 triệu 3. Bản 8 là 5 triệu rưỡi nha. Còn bản RAM 6GB là 5 triệu 3. Còn mình có Poco F3 nha, nha mọi người. F3 thì mình có bản RAM 8 256, giá bán là 5 triệu 8. Và bản 6/128 thì 5 triệu 4 nha. Con này là con Realme 9 Pro LED nha, RAM 8/128, 9 Pro LED thì nó chạy chip Dimensity 920, chip khá là mạnh luôn. Con chip Dimensity 920 thì nó những con máy mà chip 920 thì giá nó khá là cao nha, chỉ con Realme là rẻ nhất trong tầm giá đó nha mọi người. Giá bán là 5 triệu rưỡi thôi. Realme 9 Pro LED nha. Máy đẹp ken 99, không trầy xước, mặt lưng rất là đẹp nha, lưng ánh kim tuyến nè. Ngoại hình ken không trầy xước gì hết nha. Oppo A92 RAM 8/128, máy 97 nha, máy hơi trầy nè, máy trầy nhiều nha. 2650 thôi, A92 RAM 8GB. Chạy chip Snapdragon là 665 nha. Con này là con Vivo Y50 RAM 8/128, ngoại hình nó cũng hơi trầy. RAM 8GB mà giá chỉ có 2 triệu 7 nha, máy nguyên zin nha. Màn hình là độ phân giải Full HD. Cái con Vivo Y50 này thì màn hình độ phân giải Full HD, màn hình nó rất là đẹp nha, màn hình rất là trong luôn. Con này là con VinMark Aris RAM 8/128, 3 triệu 2, máy ken 99 nha. Mình có bản RAM 6 bộ như trong 64 thì giá bán là 3 triệu 1 Aris nha mọi người. Và mình có Aris Pro nữa. Aris Pro thì camera trước nó ẩn với màn hình nha. Giá bán là 3 triệu rưỡi. Con này là con Vivo Y02S nha, RAM 3 bộ như trong 32, ngoại hình ken 99. Thiết kế thì rất là vuông vức. Bảo hành chính hãng còn rất là dài luôn nha. Y02S nha, RAM 3 bộ nhớ trong 32. Giá bán là 2 triệu 350 nghìn thôi. Oppo 7Z 5G 5 triệu 9 nha, ken 99 không thể xước. Samsung Galaxy A73 5G, cái này ngoài nó hơi trầy nha, hơi trầy hơi cắn tí. Giá bán là 6250 thôi, A73 5G. Hàng chính hãng, bảo hành chính hãng còn luôn nha. Tiếp theo là cây Samsung Galaxy S22 5G. Cây này thì bản 2 sim, một sim vật lý và một e sim nha. Máy đẹp ken 99 luôn. Còn siêu vì nha, cái này là còn siêu luôn, còn siêu luôn. Giá bán là 10 triệu 950 nghìn nha. S22 5G, bản 2 sim, một vật lý và một e sim. Motorola One 5G, con này chạy chip Snapdragon là 750, mặt lưng hơi trầy, pin cực kỳ trâu bò, camera 48 chấm, độ phân giải là Full HD nha, màn hình. Máy thì hơi trầy, tầm 97. Giá bán của bên mình chỉ có 3 triệu thôi nha, giảm giá còn 3 triệu. Bphone A60 nha, Bphone A60 RAM là 6/128, máy đẹp 99 nha. Con Bphone này màn hình rất là trong và đẹp luôn nha, độ phân giải là Full HD, mình giảm giá cho mọi người còn 3 triệu thôi nha. Bphone A60 nha, A60 A60 thì mình có full box nha. Đây, full box máy đẹp như mới luôn, giá bán là 3 triệu 2 nha, A60. Con Bphone này thì nói chung là cái rất là mượt nha, xài rất là mượt luôn, máy đẹp như mới luôn nha. Đầy đủ phụ kiện SIM. Bphone này thì nó nói chung là máy cũ rất là hiếm nha. VinMark Aris đây, 3 triệu mốt nha, màu xanh, máy đẹp ken, xanh lục bảo nha. Con này là con Huawei P40 RAM 8/128. Kính camera sau nó có nứt nha, nhưng mà không ảnh hưởng gì nha, nhìn không thấy luôn. B40 mình giảm giá cho mọi người còn 6 triệu thôi nha. Huawei B40 nha.
Cái này cây Motorola One 5G, RAM 4GB 64, giá bán là 3,2 triệu, máy kèn 99 nha. Tiếp theo là VinMax Activa, RAM 6GB 64, máy kèn 99, giá bán là 2,2 triệu nha. Activa con này màn hình OLED nha, camera chính là 48 chấm. Màu tím nha mọi người, cũng RAM 6GB 64, 2,2 triệu, máy rất là đẹp luôn. Activa nha. Realme 8 5G nha, Realme 8 5G 3950, máy còn rất là đẹp nha. Realme 8 5G, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128 nha. Mình có Realme 8 4G nữa nha, giá bán là 3850, rẻ hơn 100k. Con này là con Realme C17 nha, máy hơi trầy, giá bán là 2,750 nha. C17 2,750,000 thôi. RAM 6128. Con này là con Realme C21i, RAM 4GB 64 nha. Cây này thì giá bán là 2,3 triệu, máy hơi trầy tí, 2,3 triệu nha. Realme C21i máy đẹp, 2,4 triệu nha. C21i con này thì pin rất là khỏe nha, pin hình như là 6000, màn hình rất là to, 6.5 hay 6.7 gì đó. Realme C25s nha, pin cũng 6000 luôn, giá bán là 2,6 triệu, máy trầy nhẹ. C25s. Tiếp theo là Realme 7i nha, 7i RAM 8GB, con này mặt lưng nó hơi trầy, giá bán là 2,8 triệu thôi nha. Realme 7i. Bảy y 2,8 triệu nha, máy hơi trầy tí, 8GB, máy đẹp keng là giá bán là 3 triệu nha. Realme 7i C25s này, RAM 4128, máy đẹp nha, 2,6 triệu, pin trâu bò luôn. Con này là con Realme 9i nha, RAM 6 mà vừa nhớ trong là 128, máy trầy nhẹ, 3,6 triệu, RAM 6128, chạy chip Snapdragon là 680 nha, chip cũng khá là ổn nha. Realme 7i, cái này máy đẹp 98 nha, 3 triệu nha, 3 triệu. RAM 8GB, màn hình camera rồi rất là đẹp nha. Realme 9 nha, Realme 9 rất là đẹp luôn nha mọi người, thiết kế cực kỳ là cao cấp nha. Camera tới 108 chấm luôn, Realme 9, giá bán là 4 triệu 6 nha, màu trắng, máy đẹp 99 nha. Realme C12, con này RAM 3 bộ nhớ trong 32, máy 97, pin 6000, 1850 nha, máy hơi trầy tí, 1,850,000 thôi. Nokia 2.4, RAM 2 bộ nhớ trong 32, ngoại hình thì 97 nha, 1350, 1,350,000, anh em có một cái màn hình to. Lướt web xem phim vô đồ rất là ok nha, màn hình rất là to, pin cũng trâu nữa, 1,350,000 thôi. Xiaomi Redmi 9T nha, con này thì máy còn khá là đẹp, RAM là 4GB 64, Redmi 9T, giá bán của bên mình là 2,4 triệu, 2,350 thôi, 2,350,000. Tiếp theo là con Oppo A94, con này thì vỏ nó hơi xấu nha, hơi xấu tới A94, màn rất là đẹp luôn nha, màn con này cực kỳ đẹp nè, đây màn rất là đẹp nha mọi người, màn hình Full HD, vỏ nó hơi trầy, hơi cắn giấy nè, giá cực kỳ rẻ thôi. Oppo A94 giá bán là 2,950 triệu. Oppo A94 nha, 2,950,000 thôi. Oppo Reno 5 đẹp keng, giá bán của bên mình là 3,950,000 đẹp keng. M33 5G 4,7 triệu nha, máy đẹp 98, 4,7 triệu. Samsung A32 3,550,000, máy đẹp nhé. Xiaomi Redmi Note 9S, RAM là 4GB, còn nhớ trong 64, Note 9S nha, 2,650,000, máy 98, Note 9S.
Oppo A76 nha, máy đẹp keng. 3650. Con này thì chạy chip Snapdragon là 680 nha, 680. RAM là 6GB, bộ nhớ 128. Oppo A76 3650. Con này là con Vivo Y72 5G. Giá bán là 3.350.000 nha, mặt lưng trầy nhẹ, Y72 5G. Vivo Y20. Máy đẹp nha, giá bán là 2.250.000, RAM 4GB 164. Vivo Y20. Xiaomi Redmi 9A nha, RAM 2GB 32GB, máy đẹp 98. Giá bán của bên mình là 1.550.000 nha, Redmi 9A. Con này con A32, máy đẹp keng nha. Giá bán của bên mình hôm nay là 3.550.000 nha. Galaxy A32 màn OLED. Vivo Y12S RAM 4GB 128, máy đẹp nha. Giá bán là 2.200.000. Y12S nha, RAM 4GB 128, máy đẹp. Cái này là cái Vivo Y21, máy đẹp nha, Y21. Máy đẹp, giá bán là 2.500.000 nha, Y21 nè. Oppo Reno 6 5G, máy đẹp keng. Máy đẹp keng 99 là 5.900.000 nha, máy 98 là 5.600.000, 5.200.000, 5.300.000, tùy theo tình trạng máy nha mọi người. Nói chung là con Reno 6 5G, máy keng 99, 5.900.000. Còn anh em nào muốn giá rẻ hơn thì mình cứ inbox nha, mình sẽ chụp hình gửi cho mọi người. Con này là con Xiaomi Redmi 10 nha. Này kính camera nó có bị nứt nhẹ nha mọi người. Vỏ nó cũng hơi trầy. Redmi 10 RAM 4GB 164GB. Giá bán là 2.200.000 thôi nha. Redmi 10 RAM 4GB 164GB, 2.200.000. Redmi Note 9 nha, RAM 4128, con này vỏ hơi trầy nha. Redmi Note 9 4128, pin 5000, camera 48 chấm. Cây này thì giá bán của bên mình là 2.100.000 nha. Redmi Note 9 2.100.000 thôi. Vivo V20. Con này màn hình nó lưu ảnh nhẹ nha mọi người, màn hình nó lưu ảnh nhẹ, V20 nha. Ám nhẹ. Cây này thì giá bán của bên mình là 2.800.000 nha. Đây, màn hình nó có lưu ảnh rất là nhẹ nha. Rất là nhẹ thôi, 2.800.000, V20. Oppo Reno 5 máy đẹp nha. Reno 5 màu đen máy đẹp. Tầm 98 nha. 3.850.000 Reno 5. Samsung Galaxy A13 RAM 4128, máy keng 99 nha. Giá bán là 3.000.000, A13. Cái này là cái Realme C17 nha. C17. Máy thì ngoại hình cũng còn tương đối đẹp nha, tầm 98. C17 RAM 6128, giá bán là 2.900.000 nha, Realme C17. 2.900.000. Oppo Reno 6Z 5G, mình có hai màu bạc và đen nha. Máy đẹp, giá bán là 4.250.000, máy trầy nhẹ thì tầm 4.050.000 nha. Con này là con Vivo Y55, màn hình OLED, máy đẹp 99 nha, Y55. Keng luôn. Cây này thì RAM 8GB. Giá bán của bên mình cây này là 4.000.000 nha, máy đẹp keng 99. Xiaomi Redmi Note 11 nha. Con này thì màn hình OLED màu sắc cực kỳ tươi và đẹp luôn. Note 11 RAM là 6128GB, máy đẹp nha, 3.550.000, Redmi Note 11. Xiaomi Redmi Note 10S nha. Hôm nay Note 10S RAM 8GB, máy đẹp nha. Giá bán của bên mình là 3.700.000 nha, 3.700.000 thôi. Con này là con Vivo S1. Vivo S1 nha. Màn hình con này có lưu ảnh nhẹ nha.
RAM là 6128, màn hình OLED, có lưu ảnh nhẹ. Giá bán của bên mình là 2 triệu 2 nha, 2 triệu 2, Vivo S1. Vivo V23e nha, mình có màu bạc và màu đen. Máy đẹp Ken 99 nha, V23e. Giá bán của bên mình là 4 triệu nha, máy đẹp 99. Con này thì máy mới còn rất là cao, máy mới 8 triệu. Mà mình bán giá chỉ có nửa giá thôi nha, máy thì còn không vết chày luôn. Hàng chính hãng, bảo hành rất là dài. Con này là Vivo i30, RAM 4128, 2.650.000, i30 nha, 4128GB. Con này là cái Vivo i33S, giá bán là 3.500.000 nha, i33S, máy 98, chạy nhẹ nha. RAM là 8, bộ nhớ 128, camera chính 50 chấm, lần này lần kính nha. Vivo i12S, RAM 3, bộ nhớ 132, 1.950.000 nha. Con này pin tới 5.000, 2 camera chính, vân tay bên bên hông nha, 1.950.000, màn hình giọt nước. Đây, Vivo V23e, màu bạc, máy đẹp Ken luôn. Máy mới khá là cao luôn. Con này thì sở hữu màn hình OLED rất là đẹp nha, màu sắc rất là đẹp, độ phân giải Full HD. Cái này cái Vivo i21s, RAM 6GB nha, máy đẹp 99, không trầy xước nha. Giá bán là 3 triệu, giá này giá xả nha mọi người. Mình có màu trắng đây nha, có hai màu, màu xanh và màu trắng. RAM 4GB đây, giá bán là 2.800.000 nha, máy đẹp Ken luôn, không trầy xước gì hết. Vivo i20, i20 này thì vỏ nó hơi chạy nha, 2.050.000. Vivo i20, RAM 4.164GB. Con này là Vivo i21 nha, máy thì tầm 98, 2.500.000. i21 thì mình có hai màu xanh và trắng, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64 nha, máy đẹp 99 là 2650. Đây, Vivo i15s nha, RAM 3, bộ nhớ trong 32GB, giá bán là 2.200.000. i15s với i15a mình bán đồng giá nha, 2.200.000. Này là Vivo i53s nha, RAM 8, 128, máy đẹp 99, giá bán là 3.650.000 nha, máy 99, còn máy hơi trầy thì giá bán là 3.300.000. Vivo V20 nha, V20, con này thì máy tầm 98, giá bán của bên mình là 3.650.000 nha, Vivo V20. i53s đây, 3.300.000 nha, máy trầy nhẹ, 98, có hai màu luôn. Máy 98 này có hai màu nha, xanh dương và màu bạc. Cái mặt lưng đó là lưng kính, nhìn rất là dễ trầy nha, anh em về dán bóng lại là không bao giờ thấy được vết trầy. Vivo V21 5G, RAM 8, 128, máy đẹp 99, 3.900.000 nha. Mình có full box 3950. Vivo V15, RAM 6, 128 nha, 2.250.000. V15, camera thò thuộc. Con này là con Vivo i50, 2.800.000, máy chạy nhẹ nha, i50. Vivo V21 5G, màn hình nó có lưu ảnh nhẹ, 3.500.000. Này là Vivo V20 SE, cái này ngoài nó hơi xấu nha, ngoài nó tầm là 97%, 2.850.000 nha, Vivo V20 SE. Vivo i72 5G nha, giá bán là 3.350.000. i72 5G, máy hơi trầy mặt lưng này.
Vivo A33s 3.550.000. Mình có màu bạc nữa nha, màu bạc đây 3.500.000. Rồi, anh em là có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nhé. Anh em xem video thì cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình. Vivo Y20 RAM 4GB 64, máy 97 nha. Giá bán là 2.050.000. Vivo Y21s RAM 4128, máy keng không trầy xước nha. Giá bán là 2.800.000 nha. Y21s mình có bản RAM 6 là 3.000.000 nha. Camera lên đến 50 chấm. Con này là con Vivo Y30 RAM 4GB 64, máy thì hơi trầy tí. Y30 thì giá bán là 2.500.000. Y21s này có hai màu trắng và xanh nha. RAM 4128 là 2.850.000, 2.800.000. Còn RAM 6 là 3.000.000 nha. Vivo V23e máy đẹp 99, giá bán là 4.000.000 nha. V23e V23e màu bạc keng luôn nha, không trầy xước gì nha. Vivo Y33s nha, RAM 8GB, con này giá bán là 3.500.000 nha. Y33s màu bạc luôn nha. V23e đây, máy đẹp keng nha mọi người, không trầy xước luôn, hàng chính hãng. Những cái này thì nó mới xài thôi, cũng chưa có sử dụng lâu nha. Vivo Y15a 2.200.000. Y15A với Y15S mình bán đồng giá nha, 2.200.000. Vivo Y21 RAM 4GB 64, 2.450.000 nha, cây trầy nhẹ 2.450. Vivo Y72 5G 3.350.000 nha. Y72 5G máy trầy nhẹ nha. Rồi, anh em là có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha. Anh em coi video thì cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ. À. iPhone 7 lớn nha, máy đẹp 98, nguyên zin. Pin 100%. Những cái này là pin đã qua thay rồi nha mọi người. Hàng Việt Nam luôn, 128GB nha. Giá bán của bên mình là 3.550.000, iPhone 7 lớn nha, 3.550.000, 128GB. Pin một pin thay 100 hết nha, máy zin chuẩn nha mọi người. Men zin màng zin, con này bán Mỹ, 128GB màu đỏ luôn. Máy nói chung là còn rất là đẹp. Oppo Reno 7Z 5G nha, có bạc và đen, giá bán của bên mình là 5.900.000, máy đẹp keng 99 nha. Cái này là cái Vivo T1 5G, con này chạy chip Snapdragon là 778 nha, chip khá là mạnh nha. RAM 8, chip 778 nha. Bộ nhớ trong 128GB, màn hình OLED, camera rất là đẹp nha. Ba camera sau. Cái này thì giá bán của bên mình là 5.100.000. Oppo Reno 6Z, Reno 6 Pro nha. Oppo Reno 6 Pro màn hình cong. Máy thì còn đẹp 99 nha. Con Reno 6 Pro này thì nó được cái màn hình cong nha mọi người. Và cho nó chạy chip Snapdragon là 870. Màn hình OLED. Vân tay trong màn hình nha. Máy đẹp 99. Cái này giá bán của bên mình là 9.000.000 nha. Xiaomi Redmi Note 10S. Con này màn hình OLED nha, RAM là 8GB. Máy đẹp nha. 3750 máy đẹp, máy trầy nhẹ 3650. Xiaomi Redmi Note 10. Redmi Note 10 RAM 6128 nha, máy đẹp 99, giá bán là 3.000.000 nha. Note 10 6128GB. iPhone 8 lớn nha, 8 lớn này nói chung là nó màn hình nó có hơi trầy nhẹ nha. 8 lớn.
nguyên zin nha, men zin pin thay rồi nha mọi người. Tám lớp 64 GB nha. Máy đẹp 98 có hơi chạy tí, giá bán là 4.150.000 nha, 8 lớp. 4.150.000 thôi. 64 GB nha. Cây này máy đẹp. Cây này màn cũng còn đẹp luôn nha, máy đẹp Ken 99. Cây này giá bán của bên mình là 4.250.000 nha, 8 lớp. 64 GB, pin thay là 100 nha. Oppo Reno 5 trầy nhẹ, trầy nhẹ nha, cái này lưng cũng có trầy nhẹ, giá bán là 3.550.000 nha. Reno 5. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4.700.000 nha, máy đẹp Ken 99, Note 11 Pro mình có hai màu nha, bạc và đen, trắng và đen. Samsung Galaxy A52s nha, máy đẹp, giá bán của bên mình là 5.200.000, A52s 5G, RAM là 8GB, bộ nhớ trong 128GB nha. Con này là con Samsung Galaxy Note 10 Lite nha, Note 10 Lite, cái này ngoại hình tầm 97%, giá bán là 3.850.000 nha, Note 10 Lite 3.850.000. Con này là con Poco F3, RAM 6128, ngoại hình 98 nha. Ngoại hình 98 là 5.500.000 nha mọi người. À, mình có bản RAM 8256, máy đẹp 98 luôn, giá bán là 5.800.000 nha. Máy 98 thì nó có tè nhẹ nha, máy 99 thì nó sẽ đẹp Ken. Con này là con Redmi 9C, RAM 4128, máy ngoại hình 97 nha, 1.950.000 thôi. Redmi 9C, RAM 4128, 3 camera sau, màn hình trước là màn hình giọt nước nha, màn hình rất là to. Cái này là cây Mi 10T Lite 5G, RAM 6128, máy đẹp 98 nha. 3.950.000, Mi 10T Lite 5G, máy đẹp 98. 3850 thôi nha, giảm còn 3850. Cây này chạy chip Snapdragon là 750 5G nha. Con này là con Poco M3 Pro 5G. Trong tầm giá chỉ có hơn 3 triệu mà đã có hỗ trợ 5G rồi nha. Giá bán là 3.350.000, bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128, Poco M3 Pro 5G, hàng chính hãng vẫn còn bảo hành nhé. Con này là con Poco C40, RAM 4, bộ nhớ trong là 64GB, máy đẹp nha, 2.350.000. Cái này là cây Poco M4 Pro 5G, RAM 4, bộ nhớ trong 64GB. Máy đẹp nha, màu vàng chói lói luôn, 3.450.000 nha. M4 Pro 5G. M4 Pro, con này là con Poco M4 Pro 5G luôn. 3.400.000 nha. Máy đẹp 98 màu. Màu này là màu gray nha mọi người, màu này màu vàng. Con này là con Xiaomi Mi Note, Xiaomi Note 11S 5G nha. Note 11S 5G này thì nó là RAM 6. Máy thì còn đẹp Ken 99 nha, 4.200.000. Có hỗ trợ 5G, camera là 50 chấm nha. Note 11S 5G. Con này là con Xiaomi Redmi 10, RAM 4 GB 64, ngoại hình nó hơi trầy nha. Giá bán là 2.400.000 thôi, mình giảm còn 2.400.000 nha. Redmi 10, camera 50 chấm, ngoại hình hơi trầy. Tiếp theo là cây Blackshot 4. Cây này thì máy 97, RAM 8 nha, ghi nha. À, màn hình đẹp không ám ảnh. RAM 8GB, Blackshot 4. Giá bán của bên mình là 6 triệu nha. Note 10S đây, RAM 6128. Bản RAM 6GB nha, 3.450.000 thôi. Redmi 9A 1450 nha, Redmi 9A thôi, 1.450.000. RAM 2 thì trong là 32GB. Redmi Note 10 5G, con này RAM 4128 nha, giá bán là 2.900.000. Note 10 5G nha, 4128. Xiaomi Mi 11T, máy đẹp 98, 5.500.000 nha, máy 99 5.700.000.
RAM là 8128, còn bản RAM 8256 mình giảm giá còn 5,9 triệu nha. Con này là con Redmi K40S nha, RAM 8128, máy thì chưa có tiếng Việt nha. Máy đẹp 99, giảm giá còn 6 triệu nha, K40S RAM 8GB. Con này là con Redmi 10, RAM 4/64, máy đẹp keng 99. Hôm nay thì mình bán với giá là 2,9 triệu nha, Redmi 10. Xiaomi Mi 11 RAM 8256, cái này ngoài hình hơi chạy tí, tầm 98 nha. Giá bán là 7,7 triệu. Mi 11 nha. Hàng chính hãng, RAM 8256. Mi 11 Lite RAM 8128 nha, máy đẹp 99, giá bán là 4,2 triệu. Mi 11 Lite 4G LTE nha. Mi 11T thì mình có hai màu, đây là màu đa sắc nha và màu đen. Xiaomi Redmi Note 9 Pro RAM là 6, bộ nhớ trong là 128, 3,550,000 nha. Note 9 Pro camera chính của nó là 64 chấm nha. Note 9S thì camera nó là 48 chấm. Note 9S thì 6128 là 3,150,000 nha. Xiaomi nó đều chạy cùng con chip là Snapdragon là 720 nha. Con này là con Mi 11 Lite 5G NE, máy đẹp 99, giá bán là 4,9 triệu nha. Mi 11 Lite 5G NE 4,9 triệu, máy đẹp 99. Con này là con K40 Pro nha, chưa có tiếng Việt, giá bán là 6,4 triệu nha. K40 Pro chạy chip Snapdragon là 888. Con này thì phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong là 256GB rồi nha. Con này là con Xiaomi Redmi Note 10 5G RAM 8GB nha, 3,000,000, máy chạy nhẹ mặt lưng. Mi 11 Lite 4G. Mi 11 Lite 5G nha, con này chạy chip Snapdragon là 778 nha, máy xách tay chỉ có tiếng Việt nha. Giá bán là 4,5 triệu. Mi 11 Lite 5G NE nha, máy 98. Giá bán là 4,7 triệu nha. Vivo Y20 RAM 4/64, máy 97 nha. Giá bán là 2,050,000. Vivo Y21S RAM 4/128, máy keng không trầy xước nha. Giá bán là 2,8 triệu nha. Y21S mình có bản RAM 6 là 3,000,000 nha. Camera lên đến 50 chấm. Con này là con Vivo Y30 RAM 4/64, máy thì hơi trầy tí. Y30 thì giá bán là 2,5 triệu. Y21S này mình có hai màu trắng và xanh nha. RAM 4/128 là 2,850,000, 2,8 triệu. Còn RAM 6 là 3,000,000 nha. Vivo V23E máy đẹp 99, giá bán là 4,000,000 nha. V23E. V23E màu bạc keng luôn nha, không trầy xước gì nha. Vivo Y33S nha, RAM 8GB, con này giá bán là 3,5 triệu nha. Y33S màu bạc luôn nha. V23E máy đẹp keng nha mọi người, không trầy xước luôn, hàng chính hãng. Những cái này thì nó mới xài thôi, cũng chưa có sử dụng lâu nha. Vivo Y15A 2,2 triệu. Y15A với Y15S mình bán đồng giá nha, 2,2 triệu. Vivo Y21 RAM 4/64, 2,450,000 nha, cây trầy nhẹ, 2,450. Vivo Y72 5G 3,350,000 nha. Y72 5G máy trầy nhẹ nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp bên mình nha. Anh em coi video thì cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.